Xin chào tất cả các anh chị. Thì rất là nhiều các anh chị đang trông chờ mình được Kawashi. Thì mỗi một cái phiên đào mới, khi mà điện thoại chúng ta hết phiên đào rồi, đến cái phiên đào mới, thì nhiều người trông đợi là cái tin nhắn hay là một cái thông báo nổi lên màn hình để là xem là chúng ta được chọn Kawashi, được là Bicotem là chọn ngẫu nhiên ngay tài khoản chúng ta được KYC, thì nó sẽ có cái dấu hiệu gì và nó sẽ hiện lên cái màn hình như thế nào là được chúng ta được chọn KYC. Thì rất là nhiều người còn đang thắc mắc và chưa biết như thế nào, thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình gửi lên cho các anh chị xem. Thì khi mà chúng ta được chọn, nghĩa là khi mà hết cái phiên đào của các anh chị, hết phiên đào, khi chúng ta bấm phiên đào mới thì chúng ta là phan tắt màn hình, mà chúng ta đợi khoảng 15 giây hoặc là chúng ta đợi tí xíu thì sẽ có một cái màn hình thông báo, nó sẽ hiện lên như thế này. Nó hiện lên đây, nó cái màn hình này đây, thì nó hiện lên như vậy là chúng ta là ngẫu nhiên được chọn KYC đó các anh chị. Đây thì cái màn hình nó nổi lên thì nó có những cái chữ này thì nó hơi nhỏ, thì bây giờ mình sẽ đọc cho các anh chị nghe toàn bộ một cái màn hình đó, nó hiện lên những cái chữ này đây. Bây giờ bạn đủ điều kiện cho quy trình KYC là KYC đó các anh chị. Tiếp theo ở dưới chữ nhỏ dưới là ứng dụng Bi KYC hiện đã có trong quyền truy cập sớm vào một tập hợp những Bi nơi được chọn. Bạn đã được chọn để đăng ký xác minh danh tính KYC. 1. Cài đặt và đăng nhập ứng dụng Bi Browser. 2. Chọn KYC Bi trong ứng dụng Bi Browser. Gửi đơn đăng ký KYC của bạn. Đơn đăng ký KYC của bạn. Đó, thì nghĩa là ai mà đã được chọn KYC mà nếu điện thoại chúng ta chưa có cài quý Bi Browser thì chúng ta cài quý Bi xong chúng ta mới KYC được. Và tiếp theo cái chữ màu cam này các anh chị, do nhu cầu cao, sức KYC của bạn chỉ được giữ trong 15 phút tiếp theo, bạn cần bắt đầu quá trình trong vòng 15 phút để tận dụng sức KYC này trước khi nó được trao cho người khác. Và tiếp theo cái hàng chữ bên dưới màu tím đó là mở trình duyệt Bi. Đó, khi mà chúng ta được hiện lên cái màn hình này thì chúng ta là kích vào cái chữ là mở trình duyệt Bi nha các anh chị. Chúng ta mở vào đó, chúng ta chọn vào đó thì chúng ta không biết KYC, chúng ta nhờ người khác thì chúng ta cũng nên bấm vào trình duyệt Bi đó trước 15 phút. Nếu mà trễ hút 15 phút chúng ta mới bấm vào cái chữ màu tím mà mở trình duyệt Bi đó, bấm vào thì xem như chúng ta đã hết lượt. Chúng ta phải chọn vào đó một cái. Chọn vào đó xong thì chúng ta bối rối không biết làm gì đó, thì chúng ta gặp những người mà giỏi về công nghệ mà gành về KYC đó, chúng ta nhờ họ hướng dẫn hoặc là điện thoại từ xa hướng dẫn, hoặc chúng ta lên YouTube chúng ta xem cái quá trình là KYC thế nào, chúng ta xem cho nó gành ghẽ, sau đó chúng ta làm. Tại vì khi mà chúng ta mở, chúng ta đã chọn vào cái tay, chúng ta đã chạm vào chữ là mở trình duyệt Bi đã được chấp nhận rồi, thì chúng ta là không phải như phải gấp. Chúng ta phải lấy cái tay chạm vào đây trước 15 phút các anh chị, trước 15 phút khi được cái thông báo này. Sau 15 phút mà chúng ta chạm vào thì nó không còn. Chúng ta phải chạm vào đó rồi chúng ta để là ví dụ là buổi sáng đi. Buổi sáng chúng ta mở lên chúng ta thấy, chúng ta lấy tay chúng ta chạm vào, và buổi chiều chúng ta KYC cũng được không sao. Hoặc là buổi chiều chúng ta chạm vào, buổi tối chúng ta làm cũng được không sao. Nhưng mà chúng ta phải chạm vào cái màn hình thông báo trước 15 phút nha các anh chị. Sau 5 phút màn hình này nó biến mất là gần như không còn, chúng ta phải đợi thêm một tuần hoặc một tháng sau nữa thì chúng ta mới có lượt tiếp theo nha các anh chị. Đó thì cái màn hình rất là rõ ràng nha các anh chị, thì chúng ta để ý khi mà hết lượt đào chúng ta mở lên ta thấy cái màn hình này thì xem chúng ta đã được chọn là KYC nha các anh chị. Và chúc các anh chị thành công và xin chào tạm biệt các anh chị.